Phú Quý, hòn đảo mang tên của sự giàu có, cách thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 56 hải lý, khoảng 110 km, đang từng ngày trỗi dậy. Không còn không khí vắng vẻ như xưa, nhịp sống ở đảo xa Phú Quý đang từng ngày đổi thay và trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch từ khắp nơi nhờ được cung cấp đủ điện. Từ năm 2014, đảo Phú Quý bắt đầu được cung cấp điện 24/24 giờ. Tháng 4 năm 2019, dự án phát triển và hiện đại hóa hệ thống nguồn lưới điện huyện đảo Phú Quý vừa mới hoàn thành sau hơn 2 năm thi công. Dự án có tổng mức đầu tư gần 271 tỷ đồng, gồm 3 hạng mục: mở rộng nguồn diesel, cải tạo nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh điện. Dự án nhằm mục tiêu hiện đại hóa nguồn và lưới điện trên đảo Phú Quý, phát triển hệ thống nguồn và lưới điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng cao trên đảo, nâng cao khả năng cung cấp điện 24/24 giờ, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng biển đảo, phục vụ kinh tế xã hội tại huyện đảo. Hiện nay, 100% hộ dân trên đảo Phú Quý đều có điện sử dụng. Nhu cầu điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trên huyện đảo đã được đáp ứng đầy đủ. Nhờ thế, kinh tế huyện đảo bắt đầu phát triển mạnh, nhất là lĩnh vực đánh bắt và chế biến hải sản xa bờ. Người dân Phú Quý được hưởng lợi rất nhiều kể từ khi hòn đảo này được cấp điện 24/24 giờ và có tàu trung tốc rồi cao tốc. Đảo Phú Quý như có một luồng gió mới thổi về khi lượng du khách ra đảo ngày một nhiều. Với những cảnh đẹp thơ mộng đến sửng sốt được thiên nhiên ban tặng, Phú Quý đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách, nhất là những bạn trẻ thích trải nghiệm khám phá. Phú Quý, hòn đảo mang tên sự giàu có, cách xa đất liền hàng trăm km đang từng ngày đổi thay. Khắp nơi trên đảo xuất hiện nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán ăn để phục vụ du khách. Hòn đảo nhỏ vắng lặng xa xôi cách trở ngày nào, giờ nhộn nhịp sôi động.